Vâng. Đây ông đâu chúng nó chả đến đi đến đâu. Em có đấu đấy. Bát Tràng Hà Nội đấy. À Bát Tràng Hải Phòng đấy. Đấy. Không cả. Thôi đây rồi. Cái để vào trong hộp đấy. Để vào trong hộp đấy. Cái này là mai cần còn sáng sau anh nó cái mà. Có để đây đâu. Để thỏ ấy. Hả? Đồ thờ ấy, thần tài như này thì thường ra tiên. Đây này, Bát Tràng An Dương Hải Phòng. Nhưng hôm nay cũng không biết, biết thì để mang một thẻ cho nó đợi. Đúng rồi. Em mãi đầu thờ mà. Có bao dính thì dán vào cá để mang mai kia mang món cá cho nó đỡ. Đúng rồi, nhưng có mai có để đây đâu. Mai kia còn lấy một số thứ là xong rất đồ chính xác mình lấy cái gì không lấy về không có được thì nó lại làm trong những cái ngăn. Mai kia mình mang đi vào cái xe ấy mà xe 16 chỗ không gọi là không xong. Vâng. Xe của nhà. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
170 triệu. Ừ. Ừ, nó cứ mang nguyên chưa bỏ ra. Ra rồi, ra là bên kia rồi.